sau 2-3 năm trời đắm đuối với câu chuyện, sửa cũng 10 version và đi theo những cái định hướng câu chuyện hoàn toàn khác nhau, chắc cũng phải 4-5 cái định hướng khác nhau như vậy, thì tụi mình cũng có thể nói là tự tin có được cái câu chuyện mà mình nghĩ là giới trẻ họ coi họ sẽ thích. Phim Công tử Bạc Liêu vừa giới thiệu video hậu tường đầu tiên về hành trình tạo nên câu chuyện của bản điện ảnh. Trong video, đạo diễn Lý Minh Thắng, nhà sản xuất và biên kịch của phim đều cho biết dự án khai thác nhiều góc nhìn sâu sắc hơn về hình tượng Công tử Bạc Liêu. Để nói về sự khác biệt của phim Công tử Bạc Liêu, phiên bản điện ảnh, Thắng có thể trả lời nhanh là nó khác rất là nhiều. Trong cái quá trình mà mình đi tìm hiểu và mình đi lật lại tất cả những cái chất liệu của phim Công tử Bạc Liêu, Thắng thấy mình có một cái góc nhìn thú vị hơn, gần gũi hơn và nó mang tính thời đại để mà mình có thể kể ở trong cái giai đoạn này. Nhà sản xuất Giang Hồ cũng lần đầu chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim. Theo anh, do có nhiều giai thoại về Công tử Bạc Liêu nhưng thời lượng phim chỉ trong 120 phút nên ekip vân vân không biết sẽ kể nội dung nào. Điều này kéo dài khiến quá trình tiền kỳ của phim ngốn không ít thời gian. Lần đó thì Thắng nhớ là Thắng có nói với mọi người đây sẽ là cái cú nổ cuối cùng để mà chốt cho cái kịch bản, cả ekip cùng nhau nhào vô đồng lòng để đi tìm. Khi mà mình đọc lại thì mình thấy à đúng rồi, đây mới là cái người mà mình đã được ngồi nghe người ta nói về ông Công tử Bạc Liêu, thú vị giống như kiểu như vậy. Phim Công tử Bạc Liêu xoay quanh nhân vật Ba Hơn do Song Luân thủ vai, nói về chàng công tử nổi tiếng xứ Bạc Liêu với lối sống xa hoa nhờ vào tài sản kết xù của gia đình. Nhà sản xuất tiết lộ, tình tiết trong phim không chỉ dừng lại ở những cuộc vui thâu đêm hay các giai thoại chơi ngông nức tiếng Nam Kỳ lục tỉnh, mà còn khắc họa quá trình trưởng thành, nơi nhân vật chính từng bước khám phá và định nghĩa lại giá trị bản thân mình. Công tử Bạc Liêu dự kiến khởi chiếu tại rạp vào tháng 12 năm 2024.